Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Nóng trong tuần của báo điện tử VOV. Đã bao giờ quý vị nghe thấy cụm từ đặt gạch chưa ạ? Thời bao cấp, người dân thường dùng gạch để đánh dấu vị trí xếp hàng mua nhu yếu phẩm. Ngày nay, cụm từ này một lần nữa lại xuất hiện khi các vị phụ huynh phải đặt gạch để xếp hàng nộp hồ sơ xin học cho con. Có điều, cục gạch ngày xưa đã được thay bằng đôi dép. Năm nào cũng vậy, kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội nói riêng, các đô thị lớn nói chung chưa bao giờ là cuộc chiến của riêng các sĩ tử. Hôm nay, chúng tôi có một vị khách mời rất đặc biệt để cùng bàn luận về câu chuyện gian nan đi tìm con chữ ở ngay giữa thủ đô. Xin được giới thiệu nhà báo Ngô Bá Lục ạ. Đây là một cây bút văn hóa xã hội với rất nhiều lý lẽ sắc sảo. Xin chào anh Ngô Bá Lục ạ, anh có thể gửi một chút lời chào đến độc giả của chúng tôi được không ạ? Xin chào Thi Uyên và xin chào quý độc giả của báo điện tử VOV. Câu chuyện về việc thi cấp 3 đang là một câu chuyện rất nóng và các cháu học sinh thì phải chịu rất là nhiều áp lực. Cũng giống như anh, ở thế hệ của chúng tôi đôi khi không thể tưởng tượng ra được áp lực đó. Tôi rất muốn biết là cách đây 30 năm thì cậu bé Ngô Bá Lục đã giấy bút thi vào trường cấp 3 như thế nào ạ? Thực ra thì tôi ở quê mà, thành ra là cái việc học hành ngày xưa nó cũng đơn giản lắm. Với cả bố mẹ thì chỉ có làm ruộng thôi, để mà kiếm tiền cho con đi học. Cho nên mọi cái việc là thường là các con phải tự quyết định hết. Đến khi đi thi thì mình cũng được 10 điểm, hai môn được 10 điểm. Thế là một điểm số không hề thấp đâu ạ. Thời đấy là rất cao luôn. Bởi vì là hồi đấy là mấy chục bạn đi thi cơ, nhưng mà chưa đến 10 bạn đỗ. Chỉ có điều là bạn nào, đúng là bạn nào học giỏi ở trường cấp 2 thì là sẽ đỗ cấp 3. Còn bạn nào mà từ khá hoặc là gọi là trung bình khá trở xuống thì thường là trượt hết. Thế đâm ra là nó phản ánh rất là đúng cái lực học của các bạn học sinh thời đấy. Vậy thì học lực thời đó của anh là học giỏi đã? Mình là ngày đấy là học cấp 2 là cũng là thuộc diện học sinh giỏi đấy. À. Tức là học sinh giỏi thì mình cũng toàn 9-10 điểm thôi. Nhưng mà vì là khi mà thi lên cấp 3 thì là rõ ràng là nó cũng là cái tỷ lệ chọi rất là cao đấy. Tỷ lệ chọi cũng cao. Bởi vì là ngày đấy là huyện mình rất là đông, mà cả huyện thì chỉ có một trường thôi. Và một trường gọi là vừa học vừa làm. Thế thì thực ra so với ngày nay thì tỷ lệ chọi ngày đó không hề thua kém đúng không anh? Tỷ lệ chọi ngày đó cũng rất là cao luôn. Nhưng mà ngày đó thì như này, tức là cái việc mình đi học cấp 3 đối với các bạn ấy nó rất bình thường. Ví dụ như là mình ở trong cái làng của mình ấy, thì cái việc mà đỗ hay trượt nó rất là đơn giản. Bạn nào trượt cũng rất vui, ở nhà đi làm ruộng và 1-2 năm thì là lấy vợ lấy chồng, thế là xong. Tức là ngày đấy cái việc mà đi học nó là một cái gì đấy nó quá xa vời. Tức là mọi người suy nghĩ là nếu mà đi học thì là thoát ly, là dành cho những đứa học giỏi. Còn những đứa mà học khá khá trở xuống, may mắn thì đỗ, còn không thì trượt. Cho nên họ xác định ngay từ đầu như vậy, đâm ra là cái tâm lý nó rất là thoải mái. Cái việc mà trượt đại học, trượt vào cấp 3 cũng rất là thoải mái. Bởi vì là đời sống ngày đấy thì cũng rất là vất vả. Thế nên mọi người cũng nghĩ rằng là nếu mà bây giờ đi học, thậm chí còn không có tiền cơ. Anh Lục này, tuy nhiên chuyện thi cử nó là còn một chút may mắn nữa. Đôi khi kể cả những bạn học giỏi vẫn có thể trượt. Vậy thì anh có nghĩ là nếu mà anh trượt vào cái ngôi trường cấp 3 đấy thì cuộc đời anh nó sẽ bước ra ngã rẽ như thế nào không ạ? Thì là nếu mà không đi học cấp 3 thì là ở nhà làm ruộng 3 năm sau, đến lúc 18 tuổi thì là lấy vợ. Tất cả mọi người ở trong làng đều có một cái quy luật y như vậy. Bố mẹ mình như thế, xong đến các anh chị lớn của mình cũng như thế. À không, sẽ đi bộ đội chứ. Con trai là sẽ đi bộ đội. Ví dụ như là nếu mà mình không đỗ cấp 3 thì mình sẽ học mình sẽ ở nhà làm ruộng này. Từ 16, 17, 18 tuổi. 18 tuổi là mình đi bộ đội. Đi bộ đội hồi đấy là 3 năm. Đến 21 tuổi là ra quân. Ra quân về là lấy một cô vợ. Một năm nữa là đẻ con. Thế là cuộc đời nó cứ thế thôi. Vậy là chỉ là câu chuyện đỗ cấp 3 hay không đỗ cấp 3, nhưng cuộc đời có vẻ là đi sang hai ngã rẽ hoàn toàn khác nhau luôn. Và nó không như bây giờ. Bây giờ có nhiều bạn mà không đỗ cấp 3 ấy. Vẫn còn nhiều chứ, ở quê bây giờ vẫn còn nhiều bạn là thi cấp 3 không đỗ. Thì các bạn ấy sẽ đi học trường nghề. Thế nên là các bạn ấy cũng có nhiều lựa chọn. Chứ không phải là như mình thời mình ngày xưa. Thời mình ngày xưa mà không đỗ cấp 3 là ở nhà làm ruộng và đủ tuổi thì lấy vợ. Vậy là không đỗ cấp 3 là ở nhà làm ruộng lấy và vợ. Và lấy vợ. Thì có vẻ là ngày xưa các anh không hề có một chút áp lực nào khi mà anh bước vào phòng thi đúng không? Nhưng tôi hơi tò mò, cái ngày đầu tiên mà anh đi thi anh có run không? Tức là cái áp lực ấy thì nó là cái tâm lý, tức là cái tâm lý của con người là đi thi thì sẽ run. Nhưng mà cái áp lực như bây giờ là áp lực là phải đỗ này, phải đỗ. Ví dụ như là phải đỗ
cái trường nguyện vọng một cơ, đã là áp lực rồi. Chứ còn chưa nói là cái việc là thôi mình cứ thi xong không đỗ một thì đỗ hai, đỗ ba, thì áp lực nó đã giảm rồi nhá. Bây giờ rất nhiều bạn là phải đỗ nguyện vọng một, nó đã rất áp lực rồi. Thế còn như mình ngày xưa thì nó không có áp lực, tức là gì? Tức là không đỗ thì ở nhà làm ruộng và vẫn vui vẻ chuyện đó. Còn đi thi thì nó run là cái việc tâm lý thôi, nhưng nó không có áp lực, nó chỉ là cái việc là mình đi thi thì mình sẽ là run, không biết là có làm được bài hay không, rồi thì cái tâm lý đấy thì thực ra là nó sẽ vượt qua, nó sẽ trải qua rất nhanh. Vậy là anh run vì môi trường mới chứ không phải anh run vì áp lực, đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng. Vậy thì không phải còn là cậu bé 15 tuổi run rẩy trong năm 10 phút thi ngày xưa nữa. Ngày nay, khi anh nhìn thấy cái cuộc thi của các cháu cấp 3 mà các cháu chuyển cấp, thì cái điều gì khiến anh cảm thấy lo sợ hay là lo lắng về cuộc thi này ạ? Thương các con. Mặc dù là hai con nhà mình là cậu lớn là sang năm bắt đầu vào lớp 10 là coi như là bố mẹ là run từ bây giờ. Mặc dù mình làm nghề này, mình tiếp xúc hàng ngày, thông tin mình tiếp nhận hàng ngày và mình cũng biết cái gì chọn, cái gì phù hợp với con mình, nhưng mà vẫn run bởi vì là đấy là cái tâm lý chung thôi. Nhưng mà thương á, là thực sự rất thương. Mặc dù bây giờ là ví dụ như cái mấy hôm vừa rồi, thương các con lắm. Trời ơi, bây giờ các con là đi thi nó vô vàn áp lực. Ở giữa thủ đô mà cái việc mà đi chạy gọi là giống như đây một cuộc đua, như là đúng là cái phần đầu mà thi Uyên giới thiệu, tìm con chữ cho con giữa thủ đô văn minh lịch sự mà khổ quá, còn thậm chí nhiều lúc còn áp lực hơn, còn khổ hơn ở quê cơ. Thực sự nếu mà tôi nói thật là ở quê tôi bây giờ ở Yên Phong, Bắc Ninh bây giờ, cái việc thi vào cấp 3 đối với các bạn ấy, các con chỉ áp lực thôi, chứ còn các mẹ thì các bố các mẹ cũng không nhiều áp lực đến như vậy. Còn ở Hà Nội thì đất chật người đông, trường thì chỉ có bằng đấy thôi, người thì quá đông. Năm nay là chỉ hơn 60% là các con được học trường công thôi, còn lại là gần 40% các con là sẽ phải học trường tư thục. Trường tư thì cũng rất là tốt, thậm chí là rất nhiều trường tốt hơn trường công, nhưng có đủ tiền để đi học trường tư hay không, đấy chính là vì lý do đấy mới là cuộc đua. Trường công có thể 1 triệu 2 triệu một tháng, nhưng mà trường tư bét nhất cũng phải 5-6 triệu. Bây giờ ở Hà Nội thì cái tỷ lệ người chung có mức thu nhập trung bình và trung bình thấp rất là cao, và nhà nào cũng có con đi học, cho nên đấy chính là cuộc đua, cuộc chiến nó chính là nằm ở chỗ đấy, chứ không phải là không có trường, không phải là không đủ trường cho con học, đủ, thậm chí có những cái trường lại còn không đủ chỉ tiêu đó. Nó là chất lượng này, nó là vấn đề kinh phí giữa trường công và trường tư này. Ngay cả trong trường công nó cũng chênh lệch rất cao về mặt chất lượng. Thế thì cái cuộc chiến ở đây là gì? Cuộc chiến ở đây là cuộc chiến vào những trường công để chi phí thấp nhưng mà môi trường giáo dục tốt. Đấy chính là lý do mà chúng ta có cái cuộc chiến, cuộc đua đó. Vậy thì theo nhận định của anh là Hà Nội không hề thiếu trường, nhưng tôi nhớ là trong một bài viết anh có một đề xuất phải nói khá là táo bạo là anh đề nghị là Hà Nội nên xây thêm 100 trường trung học phổ thông nữa để các em học sinh mà chỉ có 5 điểm thôi cũng có chỗ để học. Vậy thì xuất phát từ cái câu chuyện cụ thể nào mà anh lại có đề xuất này ạ? Thực ra là như thế này, nói chung là nếu mà mình nói thì cũng hơi mâu thuẫn một chút, nhưng mà rõ ràng là như này, kể cả trường công và trường tư bây giờ, đặc biệt là trường công, thì cái việc mà cái số lượng học sinh ở trong một lớp là rất lớn. Ví dụ như là nếu mà tốt nhất, đầy đủ cơ sở, nếu mà chúng ta có đầy đủ cơ sở vật chất thì chúng ta sẽ một lớp chúng ta sẽ chỉ tầm khoảng độ 30 bạn là tuyệt vời. Thì tôi rất là muốn là xây thêm 100 ngôi trường là như vậy, để cho các con có cơ sở vật chất, cái việc mà cái tỷ lệ học sinh ở trong một lớp nó thấp xuống thì cái việc quan tâm giữa các thầy cô giáo đến các bạn học sinh nó sẽ tốt hơn. Cho nên là nếu chúng ta có thật nhiều trường, chúng ta đầu tư cơ sở vật chất đầy đủ thì các con sẽ được sống và học tập trong một cái môi trường tuyệt vời. Thì đấy là cái ước mơ của tôi. Mà cái việc mà xây 100 ngôi trường ở Hà Nội bây giờ cực kỳ là khó. Trong khi chúng ta, chung cư chúng ta mọc lên như nấm. Ví dụ chung cư nhà tôi, 1.800 căn hộ nhưng không có một cái trường mẫu giáo nào, kể cả mẫu giáo nhé. Rõ ràng là như vậy, nó vất vả kinh khủng, mà nó cái sự không chỉ là vất vả đâu mà nó sẽ gây tổn hại đến kinh tế. Cái việc mà tức là nếu mà chúng ta quy ra về kinh tế thì nó thiệt hại rất là lớn trong cái việc mà không có trường cho con để đi học ở cái thời điểm ở những cái nơi mà nó gần là như vậy. Thế nên là đấy là
Đấy là tôi ước mong là Hà Nội xây thêm 100 cái ngôi trường là như vậy. Là để làm sao mà bạn ở cái khu vực nào bạn có trường công ấy, cái trường mà bạn phải nộp ít tiền ấy, chứ không phải là, bởi vì đấy là những cái an sinh xã hội mà. Cái an sinh xã hội mà giáo dục y tế là được ưu tiên số 1 ở trong mỗi một quốc gia, thì đấy là chính là điều tôi trăn trở nhất. Việc thi cấp 3 của mình và bằng việc mà đang chuẩn bị cho quá trình thi cấp 3 của con trai cả. Thì anh thấy là ngày xưa và ngày nay, việc thi trung học phổ thông có gì giống và khác nhau ạ? Tức là cái giống là như này, là vẫn phải chọi nhau. Thế nhưng mà cái khác là như này, ngày xưa là ví dụ như chỗ tôi chẳng hạn, thế các bạn ấy không đỗ thì các bạn ở nhà, các bạn ấy sẽ đi làm ruộng và sau này các bạn ấy sẽ lấy vợ lấy chồng. Còn bây giờ thì vẫn có những bạn trượt, nhưng mà sẽ có rất là nhiều những cái trường khác, trường vừa học vừa làm, những cái trường top 2, top 3 vẫn có. Và vì kinh tế khá giả, đâm ra là kiểu gì bố mẹ sẽ phải cho con đi học. Bởi vì thực ra ở nhà, ở quê bây giờ cũng chẳng có ruộng mà làm. Khu công nghiệp thì người ta không thể tuyển những đứa 14, 15 tuổi. Thế nên là cái sự khác nhau bây giờ là các bạn bây giờ có điều kiện hơn, có điều kiện để ôn luyện, để ôn luyện nhiều hơn này, có điều kiện tiếp cận với những cái môi trường giáo dục nó tốt hơn. Nhưng mà các bạn lại áp lực hơn. Áp lực ở đây là áp lực là vì tốt thì mình sẽ phải tốt hơn và sẽ phải vào những cái trường top đầu. Đấy là những áp lực rất là lớn của các bạn, đặc biệt là các bạn ở những đô thị lớn. Cá nhân tôi đã từng thi trượt một lần. Hồi đấy tôi vẫn nhớ là tôi ra ban công của lớp học và tôi khóc nhiều đến nỗi là bác bảo vệ bảo là phải trông con bé đấy đấy, sao nó khóc nhiều thế. Đến vài năm sau này khi mà tôi học đại học, khi nhắc lại thì nó vẫn là một cái vết thương lòng nhỏ trong tôi đấy. Thì theo anh thì với những cái trường hợp như anh nói là anh từng trượt đại học, vậy thì làm sao để các em học sinh có thể vượt qua được cái nỗi đau đấy ạ? Cái quan trọng nhất ấy là gia đình. Gia đình là quan trọng nhất. Ở đây á, gia đình thứ nhất là một cái nơi an toàn nhất để mình có thất bại thì mình về đấy. Mình được khóc, mình được xả hết. Tức là ban đầu là gia đình sẽ phải là cái điểm tựa vững chắc nhất cho các bạn ấy. Còn sau khi cứ cho các bạn ấy buồn, các bạn khóc thoải mái hết trong 1 2 ngày thì gia đình lúc đấy phải cho các con hiểu rằng là cuộc sống ấy, mỗi người sẽ có một con đường vào đời khác nhau. Người ta gọi là lối nhỏ vào đời. Và hàng triệu người và hàng triệu cái lối nhỏ khác nhau. Học cấp 3 hoặc đại học không bao giờ là con đường duy nhất để các bạn thành công, các bạn vào đời. Cùng lắm các bạn học đi học nghề. Cho nên là ở đây là cái câu chuyện ở đây là gì? Có rất là nhiều năm là sau khi thi xong đại học hoặc là thi xong cấp 3, tôi vẫn viết một cái tút là tút này dành cho các bạn thi trượt. Các bạn nào thi trượt hãy về đội của chú. Bởi vì chú Lục là một người thi trượt. Không học đại học và chú vẫn có thể thành công. Vẫn có thể thành công ở đây là gì? Thành công ở đây là mình vẫn có một cái nghề, mình vẫn đạt được vị trí cái nghề đó. Ví dụ làm báo mà lên phó tổng biên tập là cao rồi, cái gì? Là thành công được cái gì? Mặc dù tôi không học đại học, tôi không học nghề báo. Thứ hai, thành công là gì? Là kiếm được tiền, cũng mua được một vài căn nhà chẳng hạn, như vậy cũng là thành công, cũng có xe hơi, thế là thành công rồi. Gì thứ ba là được là được mọi người yêu quý, ghi nhận, thế là thành công ở cả ba lĩnh vực, đúng không? Và mình không phải là người học đại học. Trời ơi, đâu phải thế đâu, nó chỉ là một con đường này thôi, còn có rất là nhiều con đường. Mà những người thông minh là những người mà luôn luôn tìm cho mình một lối đi riêng. Cảm ơn anh Vẫn với nói những vui như chia thế. sẻ vừa rồi ạ. Dạ vâng ạ. Đến khi nào thì việc thi chuyển cấp trung học phổ thông với học sinh lớp 10 ở các đô thị lớn mới không còn là một cuộc chiến? Có lẽ là câu hỏi gợi ra rất nhiều băn khoăn cho chúng ta. Lứa tuổi học trò của các em không nên và không đáng chịu nhiều áp lực thi cử như thế. Cảm ơn anh Lục đã dành thời gian tham gia với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và quý vị các bạn cũng đừng quên theo dõi báo điện tử VOV trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, TikTok và YouTube. Xin chào và hẹn gặp lại! Hồi học cấp 3 anh có giữ chức vụ gì không ạ? Lớp trưởng suốt 12 năm. À, là cấp 3 thì đương nhiên 3 năm, nhưng lớp trưởng là 12 năm liền. Vậy thì lớp trưởng này đã viết bao nhiêu bản kiểm điểm rồi ạ? Lớp trưởng thì cấp 3 thì có một lần viết bản kiểm điểm năm lớp 12. Chỉ một lần duy nhất trong đời, trong 12 năm đi học. Vì yêu sớm. Môn gì khiến anh thích hay sợ nhất ạ?
thích nhất là môn văn và sợ nhất là môn hóa học. Thầy cô nào khiến anh thích hoặc sợ nhất ạ? Ngày xưa thì đương nhiên là cô văn là thích nhất và sợ nhất là cô hóa. Sợ môn nào thì sợ luôn cô môn đấy. Vậy hồi đó, hồi mà anh còn ngồi trên ghế nhà trường, anh ước mơ là mình gì? Mình ước mơ trở thành một diễn viên cải lương. Vậy tại sao anh lại không làm nghề đấy ạ? Vì hồi đấy là thi xong, tại vì hồi đấy ở quê ấy, đến tức là ước mơ trở thành một diễn viên là xa vời lắm, còn không biết là đi thi ở đâu, không biết là vào trường nào. Vậy thì anh có muốn quay trở lại làm chàng trai 18 tuổi và một lần nữa anh có thể thực hiện cái ước mơ đấy một chút trên sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam được không ạ? Anh có thể... Ai mua trăng, tôi bán trăng cho. Trăng nằm yên trên cành liễu đợi chờ. Ai mua trăng, tôi bán trăng cho. Trăng bán tình duyên kiếp đợi chờ.